Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2024 tròn 79 năm kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản tin nông nghiệp 24 giờ hôm nay xin dành phần lớn thời lượng để thể hiện lòng tôn kính người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt cuộc đời lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan niệm lấy dân làm gốc, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Trong con đường đi đến hạnh phúc ấm no, người nông dân Việt Nam luôn có Bác đi cùng. Nông dân Việt Nam là một lực lượng to lớn của cách mạng. Họ đã không ngại gian khổ, hy sinh, tích cực ra răng sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người nông dân. Từ những việc nhỏ như mỗi bữa ăn, Bác thường chú ý không để rớt một hạt cơm nào. Bác coi việc lãng phí mỗi hạt cơm là lãng phí mồ hôi công sức của đồng bào, đồng chí. Bởi vậy, cho đến lúc gần đất xa trời, trong di chúc của người cũng đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mất dạ, mát lòng, thêm phần phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. Mời quý vị hãy cùng nhìn lại di chúc của Bác Hồ với nông dân để hiểu rõ hơn tình cảm đặc biệt của người dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, để người cày có ruộng, nhân dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc và được học hành. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tình cảm đặc biệt, sự chia sẻ sâu sắc với giai cấp nông dân. Trong bản di chúc bổ sung viết tháng 5 năm 1968, người dành một đoạn nói về giai cấp nông dân Việt Nam. Sau khi tuyên dương công lao to lớn và lòng trung thành vô hạn của nhân dân nói chung, đồng bào nông dân đối với Đảng và Chính phủ trong kháng chiến chống Pháp và Đế quốc Mỹ nói riêng, người căn dặn cần phải thực hiện miễn thuế nông nghiệp cho nông dân. Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống Đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân, đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng, với Chính phủ ta. Ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. Thực hiện di chúc của người, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp mùng 5 tháng 4 năm 1988 đã giao lại quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho người nông dân, đảm bảo lợi ích chính đáng và thúc đẩy người nông dân hăng hái tăng gia sản xuất để ích nước, lợi nhà. Tháng 4 năm 1996, Luật Hợp tác xã được ban hành khẳng định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ, tự nguyện do xã viên cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật. Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc xã viên tự nguyện gia nhập, quản lý dân chủ và bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi, kết hợp lợi ích của xã viên và của hợp tác xã. Tiếp đó, các hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 nông nghiệp nông thôn đã khẳng định người nông dân là chủ thể của quá trình xây dựng nông nghiệp nông thôn theo hướng văn minh hiện đại. Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân không đơn thuần là cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, mà đây còn là vấn đề mang tính chiến lược nhằm xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, nông nghiệp Việt Nam là một nền nông nghiệp hướng về xuất khẩu với nhiều mặt hàng có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2023 đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong những năm gần đây và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước. Trong đó, một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như hàng rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%. Gạo ST25 lần thứ hai đạt giải quán quân ngon nhất thế giới. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Tự nhiên cái hiện thực cuộc sống đó, nó chứng minh những cái tư tưởng lớn của Bác. Bác chăm lo đến đời sống của nông dân, phát triển nông nghiệp toàn diện, coi nông nghiệp như là một cái chân trong nền kinh tế, thì công nghiệp và nông nghiệp chứ hai chân của nền kinh tế đấy. Đảng và Nhà nước hiện nay đang đặt ra mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, có chất lượng và giá trị gia tăng cao, kinh tế nông thôn phát triển đa dạng, phồn thịnh và văn minh, cải thiện nhanh hơn đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước,
đó cũng là một hướng tích cực để tiếp tục tư tưởng Hồ Chí Minh tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Vâng thưa quý vị, 63 năm trước vào ngày 16 tháng 9 năm 1961, người dân xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Tại đây Bác dạy, nghĩa dân là dân có nghĩa, phải tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt để làm gương cho các xã khác. Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của người, 63 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Dân đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong mỏi. Mời quý vị hãy cùng về xã Nghĩa Dân, nơi mà cách đây 63 năm, Bác đã về thăm để thấy sự đổi thay của một làng quê từ những lời căn dặn của Bác. Di tích lịch sử văn hóa Đình Thổ Cầu. Nơi đây, tròn 63 năm về trước, ngày 16 tháng 9 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm và nói chuyện với toàn thể nhân dân xã Nghĩa Dân. Lời căn dặn của Bác đã trở thành kim chỉ nam được người dân tạc tượng để mãi ghi nhớ. Nghĩa dân là dân có nghĩa, phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt. Chính Bác đã bảo là xã Nghĩa Dân là dân có nghĩa nhưng mà phải thực hiện chấp hành tốt để làm gương cho các xã khác. Chính lời nói của Bác như vậy thì thấm vào lòng của mỗi người dân của Nghĩa Dân. Nghĩa dân là dân có nghĩa, thực sự là thế này. Lãnh tụ nào người ta cũng nhìn thấy ngay. Bởi vì cái từ ấy nó rất chuẩn, nó rất là chân ngôn, đúng không? Nói bây giờ dân Việt Nam là dân có nghĩa cũng đúng. Đúng không? Vì làm gì có cái nước nào mà như Việt Nam, đúng không? Vì Covid như thế này mà cả nước chung tay, toàn dân hưởng ứng, thì đó là dân rất có nghĩa. Nói ngược lại mà là dân có nghĩa, không phải có dân nghĩa cho mỗi nghĩa dân. Nói cả nước Việt Nam dân có nghĩa. Năm 2019, nhà truyền thống xã Nghĩa Dân đã được khánh thành ngay trong khuôn viên di tích Đình Thổ Cầu, nơi Bác về thăm. Nơi đây lưu giữ hàng trăm bức hình tư liệu quý từ khi Bác Hồ tới thăm Nghĩa Dân cho đến quá trình xây dựng Nghĩa Dân tới ngày hôm nay. Những bức ảnh tư liệu Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân cũng cho thấy Bác rất quan tâm tới đời sống người nông dân, các cháu thiếu nhi. Nhà bên này là nhà của ông Trường chủ nhiệm, đã trang bị đầy đủ bàn ghế rồi lịch sự, nhưng Bác không vào. Bác rất quan tâm đến người nông dân. Bác vào nhà cụ Phạm Thị Phao. Nhà cụ thì chỉ có một chum tương. Cụ Hồ vào xem đời sống như thế nào. Khi Bác về là về thăm phong trào là thủy lợi. Trong đó là thủy lợi, bờ vùng, bờ thửa và giải phóng đôi vai. Ngay những cái đoạn chỗ này là trước là ao hết, là cứ đưa lúa từ ở ngoài đồng á, là về đến đây là sân đình là tập kết, chứ không phải gồng gánh gì, là gọi là giải phóng đôi vai và bờ vùng bờ thửa. Thế rồi Bác huấn thị là phải tích cực tăng gia sản xuất, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Từ một xã nghèo đói, sản xuất chỉ một vụ lúa, ngay sau ngày Bác Hồ về thăm, Nghĩa Dân đã từng bước làm tốt công tác thủy lợi, sản xuất từ 2 đến 3 vụ lúa một năm, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 59,5 triệu đồng một người một năm. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, bộ mặt nông thôn mới xã Nghĩa Dân thay đổi từng ngày, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời mong mỏi. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Thưa quý vị, từ năm 2022, Công an huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiệm vụ trọng điểm là triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ công tác với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, các tổ cấp căn cước lưu động của Công an huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang đã gấp rút thực hiện cấp căn cước tài khoản định danh điện tử cho người dân.
Hiện nay, Tổ cấp căn cước lưu động Công an huyện Na Hàng đang thực hiện cấp căn cước và định danh điện tử cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi. Vai trò của căn cước và định danh điện tử cho người dân đã góp phần giúp các địa phương ở huyện Na Hàng xây dựng nông thôn mới với tiêu chí chuyển đổi số trong cộng đồng, giúp bà con tiếp cận với các lợi ích từ công nghệ 4.0, dù ở nơi vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn nhất của huyện Tuyên Quang. Có một chiến dịch thầm lặng nhưng vô cùng thần tốc. Một chiến dịch không đếm xuể số ngày nối đêm xuyên sáng. Ở đó không thể kể hết những công việc thầm lặng của nhiều chiến sĩ công an. Đó là chiến dịch vì nhân dân phục vụ mang tên cấp căn cước công dân gắn chip, xác lập định danh điện tử cho từng người dân. Người dân ủng hộ mình đấy là cái thắng lợi, đấy là cái niềm vinh dự nhất là đối với lực lượng công an. Với địa hình đồi núi hiểm trở, đường bê tông vẫn chưa vào được tới tận thôn bản xa xôi. Những chiến sĩ công an không quản mưa nắng để tới các gia đình trong bản lằn để vận động phụ huynh đưa các cháu nhỏ ra trung tâm xã thực hiện làm căn cước và định danh điện tử cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi. Chào anh ạ. Vâng, em chào cán bộ. Với tinh thần gần dân, sát dân, quan tâm và bảo vệ đời sống của người dân, những chiến sĩ công an đã từng bước hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, vận động bà con thực hiện làm căn cước và định danh điện tử. Khám rồi là ấy thì bây giờ thì nó cũng tích hợp vào thẻ căn cước hết rồi. Nhớ mà quên hay là ấy thì là có thẻ căn cước cầm đi là cũng khám được rồi. Đông đúc và nhộn nhịp, các bậc phụ huynh nô nức đưa con tới làm căn cước và định danh điện tử. Hôm nay dẫn cả cháu đi làm đúng không? Ba mẹ con đi làm à? Cậu bé Tuấn, con trai của anh Dương Văn Huân, hôm nay cũng đã được bố đưa xuống xã làm căn cước sau buổi tuyên truyền vận động của các chiến sĩ công an. Tổ căn cước của cô có một cái áo tặng con để con có một bức ảnh đẹp để chụp đi làm căn cước nhá. Được không? Thay chiếc áo này đi nhá. Thẳng lên nhá. Chiếc áo mới với một tấm thẻ căn cước. Từ nay con đã có định danh điện tử và chiếc áo mới đó cũng là món quà ý nghĩa mà các chiến sĩ công an dành tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn Phú. Thế chuẩn bị vào năm học mới thì tổ căn cước của cô sẽ tặng con tập sách vở này, để làm bút màu. Còn hứa với cô là về học giỏi nhá. Sau này về làm công thích làm công an như cô với các chú không? Có. Ông ý nhá, khoác tay nào. Ok. Công an huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang được chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Cấp cái căn cước công dân kịp thời cho nhân dân thì cũng vừa là một cái tạo cái động lực cũng như là thành một cái nghĩa vụ của mình để mình trao lại cái quyền ý nghĩa đó cho nhân dân để dân để hưởng chế độ chính sách nhà nước. Bản làng của bà Phấy cách trung tâm y tế xã Sơn Phú khoảng 2 km. Đều đặn mỗi ngày, dù nắng hay mưa, bà vẫn điệu cháu đi bộ lấy thuốc miễn phí từ thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp trên căn cước. Nhưng hôm nay, bà Phấy trở về nhà với một người bạn đồng hành mới. Nụ cười trên gương mặt của bà Phấy là lời cảm ơn nồng hậu nhất mà đồng bào dân tộc Dao ở Sơn Phú dành tặng cho các chú công an trong tổ lưu động thực hiện làm căn cước cho người dân trong những ngày thực hiện chiến dịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phủ xanh định danh điện tử cho bà con vùng sâu, vùng xa trong suốt những năm qua. Bà đi khám bệnh lấy thuốc gì thì tầm 2 cây số bà cũng đi bộ. Bây giờ cảm ơn các cháu, các cán bộ đưa bà về, cảm ơn quá rồi. Vâng, chào các bà. Được nhìn thấy bà con nhận được những tấm thẻ căn cước công dân trên tay, thấy niềm vui sướng của bà con và phục vụ cho lợi ích của bà con thì em cũng thấy cảm thấy là được vui lây cùng với cả bà con. Và màu áo xanh của người chiến sĩ công an, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, những người công an ấy luôn tự hào về nhiệm vụ thầm lặng của mình. Đem một xã hội số đến nơi khó khăn nhất, vì một Việt Nam hiện đại và văn minh. Chiến dịch này không có máu và hoa, không có bản hùng ca đi cùng năm tháng, nhưng sẽ có nhiều đêm dài thức trắng, miệt mài cùng con số với đường vân. Để lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được vang mãi trong mỗi trái tim người chiến sĩ công an nhân dân. Hãy luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
còn đảng thì còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.